Giàu thì nó ghét, nghèo thì nó khinh. Từ một cậu bé đầu khoai, ông đã trở thành người giàu nhất thế giới lúc bấy giờ. Sinh ra trong gia đình nghèo, có cha là kẻ bất tài chuyên đi lừa lọc. Cũng may nhờ mẹ dạy bảo ông nên người. Từ nhỏ, ông đã ám ảnh bởi việc kiếm tiền, từ việc nuôi gà để bán, đi đầu khoai cho hàng xóm kiếm tiền bán kẹo. Chẳng mấy chốc, ông đã tiết kiệm được 50 đô lúc mới 12 tuổi. Sau đó, ông cho hàng xóm vay lấy lãi để tiền đẻ ra tiền, lãi mẹ để lãi con, chứ không cắt tiền một chỗ. Với tư duy phải để đồng tiền làm nô lệ cho mình, chứ mình không được làm nô lệ, ông học làm kế toán lúc 16 tuổi và mở công ty bán ngũ cốc, rau quả nhờ số tiền tích góp được. Công ty nhanh chóng ăn nên làm ra, và sau khi nhận thấy cơ hội trong ngành dầu mỏ, ông bắt tay cùng hai chiến hữu kinh nghiệm thành lập công ty lọc dầu Standard Oil. Kể từ đó, một đế chế dầu mỏ ra đời giúp ông có khối tài sản khổng lồ gần 1 tỷ đô, tương đương 400 tỷ đô hiện nay. Tất cả tỷ phú hiện tại đều không có tuổi với ông, nhưng cũng vì quá giàu nên cả châu Mỹ ai cũng ghét ông, soi mói và đố kỵ. Nhưng ông không quan tâm và biến cả dòng họ của mình thành một trong những dòng họ danh giá nhất qua bãi đời giàu có. Không ai khác, đó chính là ông vua dầu mỏ, tỷ phú đô la đầu tiên trên thế giới, John D. Rockefeller.